Dạ vâng, em xin gửi lời chào đến khán giả đang theo dõi kênh em nhé. Đấy, em tiến hành test cái cặp loa này cho một anh khách, anh đã đặt cái sản phẩm của em nhé. Ok anh, đấy thì cặp loa của anh này nhá. Đấy, tổng quan đây. Đó. Ok. Bây giờ em sẽ tiến hành nhá. Test từng chiếc một nhá. Test trước bên trái trước, phải sau, bass trước, tép sau. Ok chưa ạ? Rồi, em sẽ đưa nhạc lên này. Ok, đưa về câu A này. Volume lên này. Chuyển cổng này. Rồi. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui hát chung. Ở đây thì em đây nhá, đây là chép này, đây là bass này. Đấy, đây là ba lăng này, đây là volume này. Thì em chỉnh tới đâu thì anh đồng thời cũng nhìn giúp em ở đây luôn nhá. Đấy, em sẽ test bên trái trước nhá. Đây là cả hai loa đang hoạt động. Trong màn tối vài đóm hoa châu lẻ loi soi cuối trời. Ok anh, đấy là cả hai trước nha, mình sẽ test chung trái trước này. Trầm chuốn ngân đánh đấy. Nghe buồn em đảo ba lăng này. Ánh sao hiền lấp lánh báo tin lành Chúa năm ấy trong phút giây chờ đến. Em cho nhỏ nhá. Đó, nhỏ này. To này. Áo màu xanh nhỏ này. Lại to này. Đó. Ok chưa? Quỳ bên mẹ. Bát vào trước nhá, bát vào trước. Chấm tép về không. Không mơ tôi ước sẽ mong lành. Tôi đã xa cách lối đạo đời ngàn đôi lứa đôi nơi nhưng mà tôi tin có Chúa trời. Ok anh nhá, bát là ok, tiếp tục tép này, đưa bát về không này. Đó, đưa tép lên này. Nhớ hoài người tôi đã thương, từ miền khu chiến trong ánh sao mà nhớ. Ok nhá, vậy là trước đầu tiên bát tép hoạt động đầy đủ. Ok, đó em trả lại cân bằng này. Đó. Bây giờ em sẽ test lốt trước còn lại cho anh nhá. Đó, em trả ba lăng này này. Năm ấy trong phút giây chợt đến, tà áo màu xanh tha thướt đi lên. Em cho bát ở trước nhá. Tép về không. Đàn quỳ bên mẹ đôi mắt nhung nguyện sinh, chấm tay nguyện kinh thánh, thầm mơ tôi ước sẽ mong lành. Tôi đã xa cách lối đạo đời ngàn đôi lứa đôi nơi nhưng mà tôi tin có Chúa trời. Tôi đi đi vì chiến cuộc quê hương áo học xanh nhuộm. Ok anh, bát đầu ok rồi. Em sẽ đưa tép vào này, bát về không nhá, tép lên. Trong ánh sao mà nhớ tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ một mùa
một Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Mùa Noel hai đứa nghe niềm vui. Ok nhá, vậy là cả hai chiếc của anh đang hoạt động rất là ok. À, em trả lời cân bằng rồi. Chúa sinh ra đời. Dạ vâng. À, rất cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm này với em nhá. À, chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và chúc anh và gia đình có những phút giây thư giãn bên cái sản phẩm của em nhá. Ok, em xin chào khán giả và hẹn gặp khán giả và anh tại video tiếp theo em nhá.